có những cái comment họ khá là gay gắt khi mà họ lên án cái nhân vật em gái mưa của bạn Tam Triều Dân. Cái này thì Thành cảm thấy cái đó thì họ mà hơi bị cuốn quá đi, hơi bị cuốn quá, tại vì họ không còn giữ được bình tĩnh nữa khi mà đánh giá về cái nhân vật em gái mưa của Tam Triều Dân. Họ không còn nghĩ đó là một diễn viên Tam Triều Dân nữa, mà họ nghĩ là một cái người thứ ba phá đám cuộc tình giữa Nam và Hạ, và họ lên án sâu sắc, thậm chí họ có những lời nói nó khá là nặng đối với cái vai của Tam Triều Dân. Có một lần người Tam Triều Dân mới gọi cho Thành nói: anh ơi em buồn quá, hỏi buồn chuyện gì, em bị ném đá quá trời, Thiên Hạ chửi em quá trời chửi luôn. Anh nói coi không, có coi, nhưng mà em nên vui đi, tại vì cái vai của em được khán giả chửi là em đã cũng đã thành công rồi. Em làm sao để khán giả họ có thể họ không nghĩ đó là em đó, họ nghĩ đó là nhân vật, và họ bị cuốn vào cái nhân vật đó của em, thì đó là cái thành công của em, nên vui đi. Khán giả chửi mình thì mình cứ tiếp thu, mình cứ nhận thôi, và mình xem là những cái comment đó có những cái nào mà mình có thể mình rút kinh nghiệm, mình có thể mình lo cho một bài học cho bản thân mình để những cái phim khác mình có thể đóng hay hơn nữa, thì đó cũng là một cái hay. Anh Lương Thế Thành ơi, trong quá trình quay bộ phim đó thì anh có kỷ niệm nào đáng nhớ có thể kể với mọi người không ạ? Kỷ niệm đáng nhớ hả? Kỷ niệm đáng nhớ, nói chung cái bộ phim đó thì cũng rất là nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm đáng nhớ còn nào ta? Giờ hỏi bắt chọt có Thành cũng không nhớ. Tại là sự phim nó cũng quay lâu rồi. Em nhớ là anh có bị trả chuyến bay ngày quay cảnh kết phim nhớ không? À, cái đó cũng là một trong những kỷ niệm mà khó quên thôi. Tại vì quay ở ngoài Phú Yên thì đoàn phim hẹn book vé cho Thành là 6 giờ có mặt để bay, nhưng mà 5 giờ 45 Thành mới ngủ dậy. Mình ý thức được là mình trễ rồi đó, nhưng mà vẫn cuống cuồng mà xách quần áo, xách vali chạy ra sân bay. Nhưng mà ra tới sân bay rồi bắt đầu mà điềm tĩnh lại, không còn cuống nữa, tại vì biết nó đã trễ rồi, máy bay nó đã bay rồi. Thế là phải đi mua cái vé khác để mà bay ra. Thì đoàn phim phải đợi Thành bay ra để mà quay những cái cảnh ngoài Phú Yên. Thì ra tới thì anh em cũng rất là vui vẻ, cũng họ cũng biết là dậy sớm, nhưng mà đi ra máy bay thì cũng rất là khó đó, người diễn viên. Tại vì đêm phải đi quay rồi về mệt quá, không có dậy nổi. Thì anh em cũng thông cảm lẫn qua lại, thì ra ngoài đó cũng làm việc rất là bình thường. Và cái đó là một trong những cái kỷ niệm thôi, còn nhiều nhiều kỷ niệm nữa mà giờ Thành chưa nhớ ra, để chút nhớ Thành kể.